6 thủ lĩnh Viking vĩ đại bạn nên biết. Người Viking là tên gọi dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc đến từ bán đảo Scandinavia, lãnh thổ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển. Vào thời đồ đá muộn, họ đã đi xa tới địa Trung Hải, Bắc Phi, Trung Đông, Greenland và châu Mỹ. Ở thời đỉnh cao, những người Viking đã thống trị khắp châu Âu và để lại ảnh hưởng rất lớn trong nền chính trị và văn hóa của lục địa già. Sau đây là danh sách 6 nhà lãnh đạo Viking vĩ đại nhất mà bạn nên biết. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rollo, người cai trị đầu tiên của Normandy. Rollo, thủ lĩnh người Viking có nguồn gốc từ Đan Mạch hoặc Na Uy, bắt đầu tấn công vào Pháp từ thế kỷ thứ 9. Năm 911, theo hiệp ước Saint-Clair-sur-Eteur, vua Charles đơn sơ của Tây Franc đã giao một khu vực, sau này được biết đến là Normandy, cho Rollo. Cái tên Normandy xuất phát từ chữ Norman hay người phương Bắc. Mục đích của hiệp ước là để Rollo bảo vệ vùng đất này khỏi các cuộc tấn công của các nhóm cướp biển Viking khác. Sau này Rollo không chỉ bảo vệ Normandy mà còn mở rộng quyền kiểm soát của mình. Khi ông qua đời vào khoảng năm 928, con trai ông là William Longsword đã kế vị. Gần một thế kỷ sau, năm 1066, William, kẻ chinh phạt, một hậu duệ khác của Rollo và là công tước xứ Normandy, đã tiến hành chinh phục nước Anh. Ông trở thành vua của Anh và trị vì đến năm 1087. Hơn 1.000 năm sau khi Rollo qua đời, vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh đã đổ bộ lên bãi biển Normandy trong Thế chiến thứ hai, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc giải phóng Tây Âu khỏi sự kiểm soát của Đức Quốc xã. Eric Đỏ thành lập khu định cư Bắc Âu đầu tiên ở Greenland. Eric Thorvaldsen được biết đến nhiều hơn với tên gọi Eric Đỏ, sinh ra ở Na Uy và nổi tiếng với mái tóc đỏ cùng tính cách nóng nảy. Khi cha ông bị trục xuất khỏi Na Uy vì tội giết người, gia đình ông đã chuyển đến Iceland. Tại đây, Eric đã vướng vào tội ngộ sát, dẫn đến việc ông phải sống lưu vong khỏi Iceland vào khoảng năm 982. Trong thời gian lưu vong, Eric đã khám phá một hòn đảo lớn ở phía Tây mà sau này ông đặt tên là Greenland. Ông hy vọng tên gọi này sẽ thu hút nhiều người định cư tới nơi đây. Vài năm sau, Eric trở lại Iceland và tổ chức một đoàn thuyền gồm 25 chiếc thuyền để đưa người dân đến Greenland, nhưng chỉ 14 tàu hoàn thành hành trình. Họ thành lập hai khu định cư chính vào năm 986 và vào thời kỳ đỉnh cao, thuộc địa này có khoảng 5.000 cư dân. Sau cái chết của Eric, cộng đồng người Bắc Âu ở Greenland vẫn tồn tại cho đến khi nơi này bị bỏ hoang trong thế kỷ 14 và 15. Nguyên nhân cụ thể cho thấy sự biến mất của họ vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có thể do một số yếu tố như khí hậu lạnh lẽo và cạnh tranh thương mại. Olaf Tryggvason mang Kitô giáo đến Na Uy. Olaf, con trai của Harald Fairhair, vị vua đầu tiên thống nhất Na Uy, sinh ra vào khoảng năm 968. Sau cái chết của cha mình, Olaf được cho là đã sống ở Nga. Năm 991, ông lãnh đạo một cuộc xâm lược của người Viking vào nước Anh và giành chiến thắng trong trận Maldon. Kết quả, người Anh đã trả tiền cho người Viking để ngăn chặn họ tấn công thêm nữa. Loại giao dịch này được gọi là Dangel. Năm 994, Olaf cùng với Svanforbit, vua Đan Mạch, tấn công nước Anh và nhận thêm nhiều Dangel. Năm 995, ông sử dụng chiến lợi phẩm thu được để chinh phục Na Uy và trở thành vua sau khi Hakon đại đế, người cai trị Na Uy, bị giết. Sau khi lên làm vua, Olaf đã yêu cầu người dân chuyển sang Cơ Đốc giáo. Đó là một quyết định làm thay đổi lịch sử, vì trước đó đa phần người Scandinavi là những người ngoại đạo tôn thờ một số vị thần. Tuy nhiên, quyết định này đã tạo ra nhiều kẻ thù cho Olaf, bao gồm cả đồng minh cũ Svanforbit, người muốn lấy lại quyền cai trị Na Uy cho Đan Mạch, và Eric của Hallader, con trai của Hakon. Năm 1000, Olaf bị phục kích trong một trận chiến trên biển. Trước tình thế bất lợi, Olaf chọn cách nhảy khỏi tàu của mình và mất tích sau đó. Leif Erikson tới Tân Thế Giới trước Columbus. Leif Erikson thường được coi là người châu Âu đầu tiên đặt chân lên Bắc Mỹ, đã khám phá lục địa này khoảng 500 năm trước thời của Christopher Columbus. Sinh ra ở Iceland vào khoảng năm 970, Leif sau đó chuyển đến Greenland, nơi cha ông Eric Đỏ đã thành lập khu định cư Bắc Âu đầu tiên.
khoảng năm 1000, Leif ra khơi để thực hiện chuyến thám hiểm lần theo dấu vết của một người Iceland tên là Bjarni Herjolfsson. Người này đã phát hiện một lãnh thổ mới khi tàu của mình bị lạc hướng trên đường đến Greenland. Trong chuyến đi này, Leif đã đến một nơi mà ông gọi là Helluhlin, có nhiều đá bằng phẳng. Các nhà sử học cho rằng đó là đảo Baffin hiện nay. Ông tiếp tục hành trình về phía nam đến Maglin. Các nhà sử học cho rằng đó là Labrador hiện nay, một khu vực có nhiều rừng. Cuối cùng, Leif và đoàn thám hiểm dựng trại tại một nơi được cho là Newfoundland ngày nay. Họ đã đặt tên cho khu vực này là Vinland, Wildland do sự có mặt của nho hoặc quả mọng. Leif trở về Greenland với nhiều gỗ quý. Các nhà thám hiểm khác nhau sau đó cũng đã hướng đến Finland, nhưng Leif không quay lại Finland. Sự hiện diện của người Viking ở Bắc Mỹ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, một phần do xung đột với dân bản địa. Khu định cư Bắc Âu duy nhất được xác nhận ở Bắc Mỹ có tên là Lancers Meadow, được tìm thấy ở Newfoundland vào đầu những năm 1960, với các hiện vật có niên đại khoảng năm 1000. Knut Đại Đế, vua Viking của nước Anh. Knut, con trai của vua Svein Forbik của Đan Mạch, đã giúp cha mình chinh phục nước Anh vào năm 1013. Tuy nhiên, khi Svein qua đời vào năm 1014, Ethelred de Andrade, vị vua Anglo-Saxon tương sống lưu vong, đã trở lại lãnh đạo nước Anh. Sau cái chết của Ethelred vào năm 1016, con trai ông là Edmund Ironside lên nắm quyền. Vào cuối năm 1016, sau khi bị Knut đánh bại trong trận Ascenden, Edmund đã đồng ý với một hiệp ước chia sẻ quyền lực ở Anh với Knut. Nhưng chỉ vài tuần sau, Edmund qua đời, để lại toàn bộ nước Anh dưới sự cai trị của Knut. Triều đại của Knut mang lại ổn định cho người Anh sau nhiều năm bị tấn công và chiến tranh. Dần dần, Đan Mạch, Na Uy và có thể cả một phần của Thụy Điển cũng nằm dưới quyền kiểm soát của Knut, giúp hình thành một đế chế rộng lớn. Khi Knut qua đời vào năm 1035, con trai ông là Harold Hairfoot trở thành vua Anh, cai trị đến khi ông qua đời vào năm 1040. Sau đó, Harthac Knut, con trai khác của Knut, từ cuộc hôn nhân với quá phụ của Antared lên ngôi. Tuy nhiên, cái chết của Harthac Knut vào năm 1042 đánh dấu sự kết thúc thời kỳ cai trị của Đan Mạch tại Anh. Harald Hardrada, thủ lĩnh Viking vĩ đại cuối cùng. Harald Sigurdsson, sinh ra ở Na Uy vào năm 1015, đã tham chiến từ khi còn là thiếu niên. Ông chiến đấu trong trận Stiklestad năm 1030 bên cạnh anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Olaf Haraldsson, vị vua lưu vong của Na Uy. Trong trận chiến này, nhằm mục đích tái chiếm ngôi vua, lực lượng của Olaf đã bị đánh bại và Olaf tử trận. Harald sau đó phải sống lưu vong và trở thành lính đánh thuê dưới quyền Yaroslav the Wise, đại hoàng tử của Kiev. Sau đó, Harald chuyển đến Constantinople, nơi ông gia nhập đội cận vệ Varangian, một lực lượng danh giá của hoàng đế Byzantine. Ông trở thành một chỉ huy quân sự giàu có và thành công. Vào giữa những năm 1040, Harald trở lại Scandinavia và liên minh với Svein Eriksson, một ứng cử viên cho ngai vàng Đan Mạch, để chống lại Magnus the Good, vua cai trị cả Na Uy và Đan Mạch. Tuy nhiên, vào năm 1046, sau khi Magnus đề nghị chia sẻ quyền lực ở Na Uy với Harald, Harald đã chấm dứt liên minh với Svein. Khi Magnus qua đời vào năm 1047, Harald trở thành vị vua duy nhất của Na Uy, trong khi Svein lên ngôi ở Đan Mạch. Harald còn được biết đến với biệt danh Harada, có nghĩa là người cai trị cứng rắn. Ông đã chiến đấu với Svein trong nhiều năm, mặc dù thường xuyên chiến thắng, nhưng vào năm 1064, ông quyết định chọn hòa bình và từ bỏ quyền lợi của mình đối với Đan Mạch. Sau đó, Harald chuyển hướng quân đội của mình sang Anh và xâm lược nước này vào năm 1066. Ông gặt hái được chiến thắng ở trận Fulford Gate. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông bị đánh bại bởi Harold Godwinson, vị vua mới của Anh, trong trận Stamford Bridge. Trong trận chiến này, Harold đã bị giết. Ông cũng chính là vị vua chiến binh Viking vĩ đại cuối cùng. Không lâu sau cái chết của Harold, vào tháng 10 năm 1066, quân đội Normandy của William, kẻ chinh phạt, đã đánh bại quân đội Anh trong trận Hastings. Trong trận này, Harold Godwinson cũng thiệt mạng. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!